Rồi, 600. Công anh chạy ra. Giỡn chứ các bạn nhiều lúc trong cái muối sầu riêng á, với các bạn kiểm tra nó qua lại mình cũng không biết được. Nên là nếu mà anh ở gần đây mình nhìn á thì là không thấy ok, dạ. Không có để ý. Dạ dạ. Tại đây đúng rồi, các bạn bao ăn đổ chải mà anh yên tâm nha anh. Rồi ok. Rồi cảm ơn các chú. Cho em hai quả mà tử 3 kg đổ lợn. Hai quả ba cây khui luôn hả? Không. Không có khui. Khi nào mới ăn? Thôi em gửi ra Hà Nội như nào được. Chắc không được. Ý là anh hỏi em khi nào em biết ăn á. Để biết chọn á. 3 ngày. À, chọn được luôn á hả? Được. Được. 2 ngày. Rồi, 2 ngày. Đúng không? Ủa? Sao chị kia chứ đi đâu rồi? 2 ngày khui nha, đừng khui sớm hơn nha. Đừng khui trễ hơn. Chị kia đi đâu? Chưa luôn mà nữa rồi, đi đâu rồi. Chẳng người ta là thấy nghe mùi rất thơm mà. Khui sầu riêng bà chủ ơi. Bà chủ bà ở xong á. Bế hoàng. Bà chủ ở nhà ba không ở trong với sinh tật. Sơn Ngọc này có bán kìa. Trời ơi đúng rồi. Chủ cả mà tối ngày cho lính ăn xôi, ăn gỏi cuốn rồi ăn hủ tiếu gõ. Rồi, tiền để đâu cho hết? Có tiền đâu. Rồi nó có sức rồi, đâu mà nó khui. Để vô làm gửi 1 triệu vô tiền. Nè, không có sức để đâu nó kiếm lấy vào đó. Hồi nãy mới chuyển, nãy mới vừa chuyển 1 triệu á. Anh khỏi đi rút. Dạ. Lấy tiền mặt. Cầm nó lên trả giải cứu tiền, giải cứu bánh xèo. Cho có cháu. Đưa lên sao, vô đi giải cứu. Dạ. Đúng nha, Dũng. Chú mua sầu riêng nè. Rồi, tăng 2 tái cho chị. Có gì bữa nay bà chủ xuất hiện là mấy bữa nay bà chủ đi đi đâu á ông bà cô chú? Bữa nay bà chủ xuất hiện lại. Đi dạo. Đi dạo hả? Chắc bữa sướng ra dạo này đi. Chị ơi. 727 á chị. Dạo này 6 kg 6 vẫn là một trái đó luôn nhưng mà 6 mà. 6 kg 6 727.000. Dạo này đi dạo đồ sướng quá rồi. giám đốc ơi. À, khán giả comment lên kêu chứ Dũng đạt rồi đâu không khui. Mà để bà chủ bà ra bà khui. Trời ơi. Hả? Nói chung là bà chủ để bà chủ bà khui là bà đỡ sinh tật trong bà của chú. Chú ngồi không là dễ sinh tật lắm. Dạ khách đang Dũng đang tư vấn cho khách. Dạ thì đó con nói chú vậy đó. Đó bây giờ bà chủ đi đặt gỏi cuốn hả? Dạ cái mốt này vẫn khu dùm cho chú luôn. Nhưng mà căn nguyên trái với chú. Cơm xong á con lấy cơm cho chú xong á là 300. Rồi khách qua sầu riêng kìa. Rồi khách qua sầu riêng nè Đạt ơi. Xếp xe lại Đạt ơi. Đâu rồi, lấy hai trái đi. Hai trái cho chị kìa. Rồi gói đi. Ok rồi. Được, được. Nè đặt coi. Ba trái hả? Trái này của chú à. Dạ chú ăn bao nhiêu con lấy bao nhiêu chú à. Có hai trái rồi đúng không? Hai trái à. Nè đặt coi. Đạt, thêm hai trái của chú nữa hả? Không khui hả? Chung đó luôn á, bốn trái được. Bốn trái. Đóng đồng mấy vậy? Anh, người. Đóng đồng mấy quả hộp nha anh? Có thùng kia, mua thùng lên theo kia là Đạt. Thùng nó sao dở? Đạt, canh ký xong rồi đóng thùng em. Thấy không? Tất hại của việc cái tay bây giờ. Sao chú lấy sao ạ? Vợ Đạt mà xem clip này về cưng Đạt xíu nha. Cưng ăn xíu nha. Đừng có bác hắn giặt đồ rồi lau nhà, rửa chén rồi là bữa nay mấy cái đó bỏ qua một bên nha. Tôi lại nó canh lại đàng hoàng cái đó. À thùng đó hả Đạt? Cũng được. À,
bốn trái đó, bốn trái đó. Vô coi chị vô coi nè, cái đĩa ấy. Rồi đúng rồi. Hai trái à, nó cứ kêu bốn trái. Hai tưởng là hai trái nữa đi. Chỉ tính tiền ra 1 triệu 3 hết rồi. Trời ơi. Có chuyển khoản, có chuyển khoản đây anh. Chúng người lửa hoài. Dạ con cân cho chú một cái này trước nha. Nó này 3,6 404.400 đồng chú. 700 đồng rồi. Dạ thì nói chung là tương đối với đồng tiền của chú bỏ ra, chứ còn mà muốn nhiều thì coi nhiêu mới gọi là nhiều được. Vậy là lấy ngày mai nữa không anh chị? Đúng rồi. Một bên cũng được. Ok em chú. Có đường ngọt đó này. Sao quá. Đúng rồi, báo ra rồi. Đường ngọt đâu rồi. Em thấy ngọt lắm mà ta. Anh chạy thử giùm em biết không chị? Thử nè. Thử giùm ta đây. Tao muốn biết coi ngọt hay không. Cái này ngọt bự quá. Ngọt. Con gì rồi? Dạ con có bao hộp chú. Con chứ 6-7 vườn tam lép rồi, có to có nhỏ trong đây. Có là một lép không? Dạ nói chung là chị nói chị ngọt thái lan thôi nhưng mà không có à, bữa nay con hết thì chín rồi. Dạ không có lý do để con lấy trái khác à, đó là vẫn ngọt vẫn béo à, giờ trái khác nó cũng vậy à. Dạ cái này mà bao mà không có bị sượng đó. Dạ con đó là không bao sượng bao lạc, này là con xác nhận rồi, đó là người khách thử luôn, người ta vẫn có ngọt cho chú, không phải là con đem chú lấy trái sầu riêng nào. Lấy hộp em. Đứng bao mà sao ta? 6 muối à? 6 hộp à? Lượng ngày mai ăn đi. Bỏ ra con bụng khác cho chú ấy. Lượng ngày mai ăn đi, mai ta nước. Trái sầu riêng 6 hộp phải không bà cô chú? Bốn học có hai học cho là 6 học từ từ để bù cái muối cho chú à. Hồi nãy 400 này là 268 đó là cũng như là 668 đó chú ơi. Ok chú. Xong rồi này đạt ơi. Đạt, cái này xong rồi em, cái đó là vô đó. Dạ, để mà chú đi xong đi chú. Cái này chỉ có lời thôi chứ không có lỗ được, chứ đâu quá. Mua nướng kìa, nướng chín hay nướng sống à? Mai nướng. À, cô mua về nướng hả? Đây nè, của anh với cô này nè. Chú mua quay quả sống nướng. Ok cho chú. Ngọt, cái ngọt nó béo lắm, chứ không phải là nó lạc không có nói được. Tại con bán con nhìn thấy sự riêng nó quen á. Dạ. Sướng đâu. Khách qua kìa. Hả? À. Nóng quá hả? Trời bỏ nhiêu chứ buồn nhiêu nha. À.
cái này khó, bà chủ kêu phải kêu phải kêu bé tiền ra mới được hả? Kêu tổng quản ba mang à. Rồi căng lại gần hai lạng nó trước hai lạng căng lại cho chú đi, căng lại cho chú đi Dũng vậy. Cứ đang rồi. Khách vô. À, thôi chưa. Rồi thôi luôn chú. Rồi ok cảm ơn. Rồi số tiền đóng hợp cho chú luôn. Rồi khách vô, khách vô. Rồi tới hai ăn gì nữa à? Bà chủ đeo bao tay rồi. Khách rộn ràng rồi. Hồi chưa có phải đặt hai cái thái. À đây, hai cái thái. Anh đợi em xíu. À, thúi rồi hả? Dạ. Ngon lắm đó mà. Ngon luôn rồi. Cái này em tặng nhiều tay vô. Thử gì luôn rồi. Hôm nay có Motion King nữa nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ủa, có hả? Có Motion King kia cho coi chị. Nướng. Mua cỡ 3 kg rồi ok từ từ để khách đây rồi tới em nha. Ri 6 nè. Đạt ơi. Tiên ri 6 3 kg. Khô ráo hay sao chị? Mai nhé phải em tưởng tôi được. À mà được. Đúng rồi. Hả? Mua về tự khui kìa. Ri 6 3 kg. Tự trải nghiệm. Đúng rồi. Khui ở đây lỡ nó có lỗi gì á là xử lý luôn cho để cho nó đảm bảo hiểu không, chứ mấy công về nhà mình khui lỡ nó bị gì mấy công ôm ra nữa nó mệt mình. Ừ. Sẵn đây mà các bạn rạch luôn cho muối nào bị hư bị gì là các bạn xử lý luôn. Rồi khui luôn, khui luôn. Thử đi cô ok đấy. Cho cái hạt đen nghe chị Tiên Anh. Đây là sữa hạt lép 90k 1 kg. Lấy que mình ăn là lý hơn. Đó mình thử đi thôi. Cao ngọt cho cái hạt đen đi. Hạt đen đen. Ok anh. Anh có lựa cho em chạy ra. Cộng cái này 157 nha. Hả? Lựa cho em chạy ra đừng có chín quá. Đừng có chín quá đúng không? Rồi. Khô ráo kìa bé Tiên. Nói chung ri 6 là nhẹ quá chị ơi. Rồi có luôn rồi anh. Khô ráo á. Có rồi. Cho anh trái giống vậy đi. Rồi thêm trái giống nè. Thấy ăn ngon ngon rồi. Dạ. Cho em chạy đi. Nhưng mà ngày mai bảo đảm có mua xe chín đúng không? Ngày mai có. Rổ này mà chưa chín nè. Chín được mấy bữa gà rồi đó. Chín được mấy trái khách mua hết rồi. Bà chủ mua xe chín mới giấu kỹ lắm. À, bé không giống quá kỹ rồi, không dám bán. Giống quá kỹ thì có nhập mấy về rồi đó. Có hồi có nhập về cả đống cả chắc như núi mà không dám bán. Cộng 206 nữa. Cái này tính đi. Nè cái này tính đi. Rồi cái này 206 à. Đây tính đi. Hả? Không tính đi, tính đi. Cái gì vậy? Đang bận tập trồng cái gì vậy ta? Cái này cái này chứ là cái này nó ngon lắm rồi ta. Nghe đúng không? Đây đúng không? Đây.
Ừ, tắt vô kìa. Cho mượn cái que nè. Chết thiệt chứ. Nó ngon như vậy đâu mất tài. Cái trái kia chín mùi vậy đó, chỉ thích ăn nùi được mùi đó. Chỉ ăn đó. Nhìn mà cũng ngon mà. Cái này nó ngon nè. Khách kìa, tư vấn cua cho em gái nè, Đà Dũng. Đúng rồi, bạn nói trái 3 kg. Không không chín quá nha. Ba ký hai. Được không? Lắm. Đúng rồi, ăn thử. Trái kia nữa đó. Sao không dán cái bữa nào đi in được tem nữa thì in luôn cái kẹt. In cái kẹt nói tổng giám đốc đồ vô. Bỏ hợp với chắc ăn hơn. Tại vì cái lô hàng cái này bữa nay là em nó bị dắt nhiều lắm. Có cái dịch vụ luôn. Để thôi đi về mang công đi ra đi vô. Ở đàn ông anh trai ngay rồi. Cho cô vô kìa. Dạ cô vô cô. Con tính cho thử đó chứ. Thì ở giờ tài nữa. Sướng không? À, sướng không? Sướng chứ. Đúng rồi, đổi trả cho nên mấy công các bạn về nó bị về rồi đi ra nữa. Mấy công ăn xong rồi chửi nữa mấy công. Không được mất công bị mất hứng. Đổi sao đổi lấy cùi cái cây cái cỏ vô. Em lấy đúng cái... rồi đúng rồi. Thôi đẩy ra đây đặt cái. Bao ăn đổi trả mà. Nhưng mà phải đem xác ra nha. Cái gì mới gọi là bao. Phải đem xác ra nha, chứ không phải là đem cái hột ra là nó kêu đổi là không được. Hôm bữa có chú kia cũng đem có hột ra đó. Cứ ăn xong rồi cứ đem mớ hột ra. Chú kêu sao sầu riêng còn hột nhiều quá rồi. Đổi yêu cầu bữa là phải đổi trả là cho chú. Thiệt đó nha, mình nói thiệt á. Về mình sợ thử cái clip đó có coi. Bao hạt lép. Bồ lấy mối bụng mối. Ok quá lịch sự. Cảm ơn Đạt ơi, còn hợp đó Đạt ơi. Thành công nợ gì nhau nha. Liền được anh. Đưa qua đây nè. Đưa qua đây nè. Đưa đây nè. Dạ được hết á. Rồi nhỏ này thân luôn, đụng luôn. Dạ, 205.000 ạ. Dạ, công đóng rồi mình nhiều quá, mình không lưỡi nó ra mùa đâu con. Sao em cảm giác cái tái hồi nãy nó có vấn đề gì ta? Hả? Lô á hả? Có vấn đề thì đem ra. Ý là cái người mua cảm giác là nó có cái vấn đề gì trong đó. Mua về ta nướng mà. Nướng hả? Ừ, để lên cái than nướng cho nó đen cái vỏ ngoài luôn, ăn nó thơm thôi. Chị cứ thử cái này nãy tôi nghe bỏ ra thử. Ăn tiệc tùng baby kêu gì đó ta. Ta mua sầu riêng về ta nướng. Đúng rồi. Nó chỉ có cái rồi vót luôn giùm em với anh cái nọ gì đó. Cảm giác nó có cái vấn đề gì đó nha. Chị ổn, cảm giác chị ổn. Hả? Cái chị hồi nãy hả? Rồi 237.000 à. Cảm giác gì là cảm giác gì? Hả? Sầu riêng rồi thơm dữ ta, đói bụng mà thơm quá trời thơm luôn. Như Dũng nói là Dũng mua lon bia, Dũng để đây. Xong rồi. Dũng hít một cái cho là làm một hơi. Hít vô cho uống. Bà chủ bạch cái mới quạt cho nó chạy vòng tròn đường tới không được không? Để đó để đó cho
Đó. Tại vì năm nay sầu riêng rất là khó ăn khó ở, bởi vì bây giờ bán đi về thiếu. À. Sầu riêng khó ăn khó ở. Nước mặn rồi thời tiết khắc nghiệt nữa, tùm lum hết rồi. Ngày tiêu chuẩn là 3 clip nha ông bà cô chú. Mà mới sầu riêng. Lộn thôi. Mà đẩy vô nó không khớp là không phải rồi. Cái này nó bị rơi rơi rồi, chú ơi. Yeah. Mới gặp lại. Rồi, khách vô nữa. Dạ 101.000 ký á cô. Cơm mua cơm không á, cơm không như này là 330. Là ri 6 á. Rồi cô ăn sao con lụm luôn cho. 101 ký hả? Dạ. Có cái mình nó sai sai hay sao? Đâu không? Sữa trái không sai đâu. Nói không ta. Mới buồn nghe. Con trả lời cô. Con nghe làm gì nghe mất kiếp gì ạ? Nghe đây mất kiếp gì ạ? Cô khách vô hỏi giá sầu riêng 101, quay đầu đi ra luôn. Trong khi là cô đang đọc thông tin trên báo chí báo VN Express cập nhật giá ngày hôm nay thì chỉ có là bao nhiêu hả chủ? Mua tại vườn. Sầu thái mua tại vườn là 101.000 một ký. Nhà mấy rồi? Hả? Rồi khách